Thân mến, kính chào tất cả mọi người. Và hôm nay thì Tài làm một cái video clip gửi tặng một cái món quà nho nhỏ đến anh điện tử Vũ Quê. Thì đối với những người mà đam mê về điện tử, đam mê về âm thanh thì thường xuyên theo dõi video ở trên các kênh YouTube thì chắc chắn mọi người cũng sẽ biết đến, đó là anh điện tử Vũ Quê. Thì bây giờ xin mời mọi người xem qua bên màn ảnh. Và trên màn ảnh thì mọi người đang thấy đây chính là kênh YouTube của điện tử Vũ Quê. Với họ tên thật là Vũ Văn Quê. Anh sống tại thôn An Lĩnh, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Thì anh bị tật nguyền và anh vẫn là người có cái động lực đam mê về cái nghề điện tử. Và anh vẫn truyền lại cho hai con của mình, là hai cô con gái đang còn đi học. Thì hai cô con gái sẽ hỗ trợ với anh về những cái vấn đề tháo ra sửa chữa và anh sẽ chỉ dẫn cho các con của mình làm. Thì cho nên đây là một cái động lực mà những người mà thấy như vậy thì sẽ rất là cảm kích về cái động lực của anh. Tuy rằng anh đã bị tật nguyền, với cái đôi chân anh không thể đi đứng được, anh phải nằm ở trên giường. Nhưng mà rất nhiều những mạnh thường quân ở các nơi đã ủng hộ cho bố con của anh. Thì Tài cũng sẽ hôm nay cũng sẽ có một cái món quà nho nhỏ gửi đến bố con anh. Nhưng mà vì Tài còn phải gửi từ từ chứ không thể một lần một mà gửi nó đầy đủ hết cho anh được. Vì Tài còn lại những cái công việc đang phải hỗ trợ với các trẻ em mồ côi nữa, chứ không phải riêng một người. Tại vì Tài nhận được những cái tiền mà lãnh ở trên YouTube á, thì còn phải hỗ trợ với những trẻ em mồ côi đang được sống tại các cái nhà chùa mà nuôi trẻ mồ côi nữa. Cho nên là Tài sẽ hỗ trợ anh từ từ về những cái đồ nghề, những cái thiết bị để mà có thể làm được. Thì hy vọng rằng các cháu sau này học phổ thông cho rất giỏi, thật giỏi, và sẽ làm nối cái nghiệp này của anh, thì sẽ là một cái người tốt, làm việc tốt cho xã hội. Thì cái video clip này hôm nay Tài muốn gửi đến mọi người vì nó còn liên quan đến một vấn đề như thế này. Thì bây giờ xin mời mọi người quay trở lại về cái sản phẩm mà hôm nay Tài sẽ gửi tặng anh điện tử Vũ Quê. Sản phẩm mà Tài sẽ gửi tặng anh điện tử Vũ Quê đó chính là một chiếc đồng hồ số. Và đây thì với những người mà làm về nghề điện tử và kỹ thuật thì sẽ rất cần nó. Thì đây là một chiếc đồng hồ mới mà Tài đã mua dành riêng để gửi tặng anh điện tử Vũ Quê, chiếc đồng hồ số với nhãn hiệu Rokit đến từ công nghệ của Đài Loan. Thì nó có thể đo được, vì Tài thấy là trên kênh anh điện tử Vũ Quê, Tài có xem qua những cái video thì anh có hướng dẫn cho các cháu, các con của anh sửa chữa về những chiếc men đẩy. Thì cho nên Tài sẽ liên tưởng nghĩ đến vấn đề về làm nghề điện tử thì phải cần có những chiếc đồng hồ như thế này, vì có những cái chỉ số mà cần phải cho nó chính xác, đó là vấn đề sửa chữa. Và trên mặt phân tầng thì chiếc đồng hồ này nó cũng có thể làm được về những cái vấn đề cuộn seo và đo chỉ số Henry. Và vừa qua thì Tài có gửi tặng cho anh Vũ Quê một số keo mà chuyên dụng để mà sửa chữa loa, thì lại quên không có gửi cho anh một cái que như thế này. Và nó sẽ có hai đầu như thế này, thì mọi người có xem kênh của Tài thì cũng thường thấy bên Tài cũng thường hay sử dụng những cái cây này để mà trộn keo, pha keo rồi làm những cái vấn đề mà sửa chữa loa. Thì sau khi mà anh nhận được cái sản phẩm này rồi thì nói chung là những cái người mà làm nghề á, thì sẽ thấy những cái này nó sẽ có cái hữu ích cho riêng mình. Chứ còn đối với người không làm nghề thì thấy cây này nó cũng thành một cái vô nghĩa. Thì Tài cũng đã mua cái cây này để dành riêng gửi tặng cho anh luôn. Thì chiếc đồng hồ này thì trong video này Tài sẽ không khui hộp ra. Tại vì đáng lý á, nếu mà hôm nay Tài gửi cho anh một cái đồng hồ này không á, thì Tài cũng chẳng có quay video làm gì đâu. Nhưng mà vì nó còn liên quan đến một cái này thì bây giờ Tài cũng sẽ nói rõ luôn, mọi người cũng sẽ cùng biết với Tài luôn. Thì với những khán giả đã đăng ký trên kênh của Tài cũng sẽ cùng biết qua. Đó chính là vì nó liên quan đến một cái chiếc mixer như thế này. Và chiếc mixer này cũng sẽ gửi tặng anh trong cùng với chiếc đồng hồ này luôn. Nhưng mà vì chiếc mixer này là vừa qua thì Tài có quay lại cái hình ảnh của một người chú. Đây là một người chú tên là chú Dũng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là cái hình ảnh mà Tài đã ghi lại lúc mà set up bộ dàn âm thanh ở bên dưới nhà chú Dũng xong ở tại thành phố Hồ Chí Minh.
thì bên Tài có setup lại cho chú bộ dàn âm thanh, thì có dư ra một cái bàn mixer này. Thì bàn mixer này vẫn đang hoạt động tốt, bình thường, không có hư hại một cái vấn đề gì cả. Thì tuy rằng đây chỉ là một bàn mixer của China mà thôi, nhưng mà giá của nó thì cũng vài triệu chứ cũng không có hề rẻ, và chiếc mixer đang còn mới hoàn toàn. Thì sau khi setup xong thì bên phía của chú Dũng có dư ra một cái chiếc mixer này và một số sản phẩm còn rất nhiều. Một số sản phẩm đó thì Tài sẽ livestream lên để bán cho chú Dũng. Còn cái chiếc mixer này thì sau khi mà dư chiếc mixer này ra rồi á, thì Tài có trao đổi cùng với chú Dũng. Thì chú Dũng ơi, ở ngoài quê Hải Dương, quê hương Hải Dương có một anh là điện tử vũ quê, cũng làm nghề như con mà thấy ảnh cuộc sống khó khăn, đôi chân thì bị tật nguyền và sống cùng với hai đứa con gái. Cho nên là anh đang truyền nghề và dạy nghề lại cho hai cháu cùng làm và hỗ trợ. Thì con thấy ở ngoài đó anh vũ quê có sửa chữa những chiếc men đẩy nữa, cũng tương tự như làm nghề sửa chữa như con. Thì con xin chú cái chiếc mixer này, nếu như chú đồng ý thì sẽ cùng phối hợp, con sẽ cùng gửi ra để cho anh điện tử vũ quê có cái chiếc mixer này, để có thể là nó tuyện thuận tiện trong cái công việc mà test và sửa chữa men thử những chiếc men đẩy á. Đó mà ở ngoài quê thường ở miền Bắc thường hay gọi là cục đẩy. Thì nếu như chú đồng ý thì con sẽ gửi luôn cái chiếc mixer này nhằm để ủng hộ cho anh điện tử vũ quê, để có một cái động lực, để có một cái tinh thần để ảnh sửa chữa hàng cho khách. Và rất là may mắn, rất là mừng, và chú Dũng là một người rất là đồng cảm, và chú Dũng đã gật đầu liền. Và trong những cái sản phẩm của chú đó, còn sản phẩm nào nữa con muốn cảm thấy gửi được cho anh vũ quê gì mà con đã nói đó thì con cứ gửi. Còn cái sản phẩm nào con có thể hỗ trợ livestream bán giúp chú thì con cứ bán. Thì Tài đã chọn lựa, thì thấy xem qua video thì thấy anh chắc có thể sẽ cần những cái chiếc mixer này. Thứ nhất để cho các cháu, các con của anh đang học nghề, anh cũng đang chỉ dẫn cho các cháu nữa để trải nghiệm chiếc mixer này. Thì cộng thêm cắm cái ngõ jack Canon ở phía trên này, cắm xuống những chiếc men đẩy thì test men nó cũng thuận tiện dễ dàng hơn, và cũng cảm nhận được những cái chất âm của nó, và với những khách hàng đến sửa chữa hàng hóa thì cũng có thể nghe được cái chất âm của cái cục men sau khi đã sửa chữa qua rồi. Thì nhờ chiếc mixer này chúng ta kết nối xuống để mà sửa chữa. Thì hy vọng đây thì cái này thì Tài chưa có liên hệ trước với anh vũ quê, vì hôm trước có gửi cho anh một ít keo thì có liên hệ trước rồi, nhưng mà trong video này thì Tài muốn dành một cái sự bất ngờ cho anh. Thì cho nên là vì sao mà Tài phải làm cái video clip này, vì nếu mà đáng lý mà Tài gửi cho anh Vũ thì vì Tài đã có thông tin và địa chỉ hết rồi. Nếu mà Tài mà gửi cho anh cái anh Vũ thì với một cái chiếc đồng hồ này thì Tài không có làm video clip làm gì đâu. Nhưng mà vì liên quan đến một cái chiếc mixer này, và tánh Tài thì phải việc nào ra việc đó, nó phải rõ ràng. Vì chú Dũng cũng có theo dõi qua kênh YouTube của Tài, là cũng là vừa một người chú mà vừa là một khách hàng nữa. Cho nên chiếc mixer này thì cũng Tài cũng có ghi lại, làm việc gì thì Tài cũng phải ngừa trước, đều có ghi lại hình ảnh mà chú Dũng đó. Thì hôm nay trong video clip này Tài bắt buộc phải làm video clip lên, là nó liên quan tới vấn đề là như vậy. Và trong video clip này ngày hôm nay thì Tài chỉ có một món quà nhỏ nhỏ phối hợp cùng với một người chú ở thành phố Hồ Chí Minh thân gửi tặng anh điện tử vũ quê. Thì cũng kính chúc sức khỏe đến gia đình anh điện tử vũ quê thật là nhiều sức khỏe, và hai cháu học thật là giỏi để sau này là một người giúp ích cho xã hội, giúp ích cho đất nước. Chân thành cảm ơn tất cả những khán giả đã theo dõi cái đoạn video clip ngắn này. Trong video clip nếu có điều gì sai sót thì mong tất cả khán giả cũng niệm tình tha thứ bỏ qua. Và cũng chân thành cảm ơn tất cả những khán giả đã ủng hộ cho Tài lâu nay. Thì những cái tình cảm mà những cái lòng của khán giả ủng hộ cho Tài và đã xem video mà để cho Tài nhận được những cái khoản thanh toán tiền quảng cáo ở trên YouTube, đó là các cái nhà quảng cáo người ta trả tiền quảng cáo, thì thật sự thì đối với kênh của Tài thì tiền quảng cáo nó cũng chẳng có là bao nhiêu, một tháng chỉ có hơn 100 USD mà thôi. Thì tóm lại một tháng thì cũng khoảng được 3 triệu.
3 triệu đồng tiền Việt, thì trên 100 USD đó, thì chỉ được khoảng 3 triệu, có khi 3 triệu 1, 3 triệu 2, thì nói chung là tính trung bình đó, thì Tài sẽ có được một tháng ở trên cái kênh Ngô Đức Tài Vlog tổng hợp đó, là sẽ có được là 3 triệu. Thì Tài vẫn luôn sử dụng những cái đồng tiền đó là để gửi đến những cái trẻ em mồ côi mà đang có những cái mảnh đời, những cái cuộc sống rất là khó khăn. Thì với những khán giả mà đã xem kênh YouTube mà đã ủng hộ như vậy, thì thật sự là những khán giả đã ủng hộ và đã góp công tích đức để ủng hộ cho tất cả những trẻ em đó. Thì Tài luôn cầu chúc một cái điều an lành đến với tất cả mọi người đã xem qua kênh, tất cả những kênh YouTube. Thì Tài chỉ có một cái lời chúc ngắn ngủi đến với tất cả mọi người như vậy mà thôi. Và đến đây thì video này của Tài cũng xin phép phải tạm dừng tại đây. Và Tài lại sẽ tiếp tục làm những cái video clip để chia sẻ đến với tất cả mọi người, nhằm giúp được cái điều gì đó đến với cộng đồng và đến với mọi người đam mê về cái công việc điện tử và cũng như đam mê âm thanh. Và đến đây thì thời lượng của video này của Tài cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Và Tài lại sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả của mình vào những video lần sau. Xin thân mến, chào, tạm biệt.